trên màu của mình, trên màu của mình và cả của mình. Và hôm nay thì bọn mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng hàm câu và hàm câu ạ. Câu ạ là đếm số liệu và đếm ôm không chấm của hàm câu ôm không chấm của bản tính Excel. Thì những hàm này sẽ có nội dung bằng thay vì đến của câu các ô chữ dữ liệu khổng lồ thì bạn có thể dùng hàm câu. Ví dụ như bạn có câu từ A1 đến A50 sẽ kích hoạt là bao nhiêu ô chữ số từ A1 đến A20 trong bản tính. Còn tương tự như vậy thì hàm câu A cũng là hỗ trợ đến một, tuy nhiên thay vì đến các ô chữ thì nó sẽ hỗ trợ đến bất kỳ ô nào chữ của nhân số và chữ của bạn và bạn có thể thực hiện tương tự như hàm câu. Hàm câu để đếm dữ liệu đối với để đếm dữ liệu đối với các đối tượng trong chuỗi trong một đoạn nhất định. Còn hàm câu là trong cái siêu thì là đã đếm một ô chữ dữ liệu một phạm vi nào đây. Giá trị 1 sẽ là giá trị 3 cộng với giá trị 1 là đối số bắt buộc và vùng dữ liệu cần đến với giá trị 2 là giá khác biệt. Giá trị thì chọn trong dòng hoặc vùng không bắt buộc là có hay không. Còn không là công thức là vùng chọn đến ý nghĩa đến các công chữ số và công chữ chọn. Ví dụ đếm số học sinh của một trong những đơn thư này, học sinh trường được ký hiệu là tên người. Để cho ra kết quả của ông này như vậy thì mình sẽ đến những cái trường hợp mà có số thì các bạn sẽ số điểm nó không bị trừ. Ví dụ như là 8 và các bạn đã trừ những lần từ giờ này thì sẽ không được đến 3. Cũng tương tự hàm câu sẽ sử dụng chỗ sau được trừ và cái tỷ lệ mình sẽ như vậy thường đến cái chỗ là để tìm ra được là có bao cái ô mà không bị rộng ở trong này thì
ví dụ trong đó thì sẽ có 21 ô, vậy thì mình sẽ phân tích như thế nào để biết rằng là có bao nhiêu ô là để có cái dữ liệu và bao nhiêu ô là không có dữ liệu. Thì cái hàng này sẽ đặc biệt nó cũng không phải để học đó. Mình sẽ dữ liệu của mình sẽ là từ B150 đến E150. Thì mình sẽ đến cho các bạn xem tại sao bạn là kết quả 18. 18 ở đây là 18 các giá trị mà có các giá trị trên ô, và nó sẽ loại trừ 2 giá trị. Mình sẽ đánh 18 giá trị trừ 2 thì bạn bị trượt đi thì sẽ không nên từ bỏ thì có năng là sẽ phải bỏ và sẽ bị trượt. Thank you.